Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không có suy cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Đẹp trai, tài năng, lãnh đạo xuất chúng là những thứ Siro không có, nhưng Siro giàu. Hãy đón xem game thủ học đường tại kênh Hero Team được phát sóng hàng tuần nha các bạn ơi. Em ơi, thấy cây không? Thấy cây thì làm gì? Thấy cây thì tắm bộ bơi thôi chứ làm gì được đó anh em ơi. Ok, hello, mình xin chào tất cả mọi người, những người đã quay trở lại với mình dùng quen. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Siro Vinso, với là tôi, tầm sau đây. Ok anh em ạ, mấy bữa nay siêu cay luôn anh em mà. Trời ơi, một cái cục tức siêu to khổng lồ luôn anh em. U là trời, tính nhà mấy bữa nay Ruby nó chôn mình hơi bị nhiều luôn các bạn ơi. Chôn quá trời luôn. Mà anh em biết cái lần trước, cái lần gần nhất mà nó chôn mình là chôn gì không? Tôi sẽ cho anh em coi nè. Đứng lại, trời ơi, đi học nè. Đi học, trời, cô nó là phải đi học chứ. Con nhỏ nó đi học. Đứng lại. Đứng lại, đi học. Đi học. Dừng lại. Bây giờ là em sẽ nói cho anh biết một sự thật. Sự thật gì? Nghe kỹ nha, đừng sốc nha. Ok. Thực ra em là... Ruby. Ôi, cái gì? Ôi, nó nói là Ruby. Ê, mày cho tao đứng lại. Đó các bạn ơi, trời ơi, mọi chuyện là vậy đó anh em, thấy không? Trời luôn, nó cho mình bằng cách nó giả làm em bé anh em mà. Anh em nào mà chưa coi á, anh em có thể lật lại cái video trước của Ruby nó đăng lên nữa anh em mà. Trời ơi, nãy tôi tưởng đâu là nó cho tôi là nó biến thành bé, ai mà nó nhanh quay video luôn anh em. Ngay thật sự luôn. Trời ơi, bây giờ mình phải nghĩ lại cái cách là mình phải cho nó mới được anh em. Bây giờ mình sẽ chơi trò gậy ông đập lưng ông anh em. Hợp lý không? Ok, bây giờ mình sẽ xuống phòng thí nghiệm, mình chế một con máy biết anh em bé. Chết con ngu rồi. Khoảng chừng 2 giây. Trước khi vào video này, các bạn đừng quên đăng ký cho kênh Siro BNG để các bạn muốn coi những video về Blood Mango do Siro quay nha. Còn nếu các bạn không hưởng thụ về Blood Mango thì đừng lo, chúng ta có kênh HR Siro sẽ chuyên gia đăng về những video Free Fire nếu bạn nào có đam mê về bộ môn Free Fire nha. Mưu sinh cả hồi anh em ơi. Còn nếu anh em nào không thích cả Blood Mango với Free Fire thì yên tâm, có kênh Siro Gaming. Cái kênh Siro Gaming này sẽ cắt lại những cái livestream của Đô và up lên trên đó cho những bạn nào không coi được livestream trên Facebook của Đô nha. Và đặc biệt hết là chừng nào tôi livestream lại thì chưa có biết nha các bạn ơi. Và các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Siro Vinso để tôi sớm được 3 triệu subscriber nha. Và cho video này gắn lên được 10.000 like để mọi động lực làm những video hay hơn nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì chúc các bạn có video vui vẻ tiếp theo nào. Let's go. Cuối cùng thì mình cũng đã chế tạo ra được cái máy để giúp cho chúng ta biến thành em bé rồi các bạn ơi. Đó là cái máy mà mình cầm trên tay nè anh em. Nhưng mà trước tiên thì từ đã anh em. Bây giờ thì tôi cần phải đi lên trên lại, mình phải thay đồ, sau đó mình sẽ đi qua nhà Ruby. Chôn Ruby như thế nào anh em ạ? Boom! Đẹp trai liền. Ok, bây giờ mình sẽ thử ấn công tắc để hoạt động cái nút này để biến cho thành em bé. Sau đó mình sẽ qua bên kia mình chôn Ruby nha anh em ơi. 3, 2, 1. Boom! Oh my god. Tôi đã trở thành em bé rồi các bạn ơi, các bạn nhìn nè. Ui ôi, tôi lùng lắm luôn á. Ui ôi, lùng tiệt luôn anh em ơi. Oh my god. Ok, và bây giờ mình sẽ qua bên nhà Ruby và mình sẽ trôn ngược lại Ruby. Nhám lần trước gọi là giả làm em bé để trôn mình hả? Trời, Ruby là mình biết tay với mình luôn. Sao sao, đại hải giá kéo view cho anh em đi. Bà con ơi, kéo view cho em đi. Lên lấy xài tuyệt vời. Lên lúc nhà là bắt con gà. Ôi ôi, anh em Ruby đang bán họ online anh em ơi. Tính ra là Ruby cũng thành tâm muốn trả nợ cho mình đó anh em. Nên là bán hàng online để rồi là kiếm tiền sống qua ngày cũng như trả nợ
lại cho tôi. Nhưng mà cái gì ra cái đó anh em ạ, trả nợ là trả nợ, nó nợ mình là nó phải trả mà đúng không? Còn cái này là nó chôn mình, nên là bây giờ tôi phải chôn ngược lại. Bây giờ bán hàng online đúng không? Giờ tôi sẽ cho nghỉ bán nè anh em. Anh em nhìn tôi dùng anti chiêu cuối nè. 1, 2, 3. Sẽ đi qua nhà ba của con, ba con đi phố. Bây giờ cô con sẽ đi qua nhà ba con lấy đồ ăn, hiểu không? Tại vì nhà ba con rất là nhiều đồ ăn ngon luôn. Ừ, hiểu không? Ý kiến hay á, ý kiến hay á thôi. Nhưng mà con cũng ở nhà cô à. Mắt tôi đẹp rồi cô ơi. Ai cô trai chạy, người ta đang đi toilet, tôi mở cửa cô đi vô. Nè, cô thấy con từ đây luôn được mà. Mà cái toilet nhà cô kỹ vậy? À, tại cô thích vậy được không? Tại vì cô thích ngắm mình nhìn vào thiên nhiên, rồi thích ngồi xem cây lỡ đứa nào vô trộm nhà cô đi toilet thì cô nhìn cô thấy. Cô ơi con, ai ai con đi toilet cô đây, cô quánh con. Con mát mà. Ăn miếng pizza đi rồi mát đi con, mát đi rồi ăn miếng cà rốt này. Cô ơi con ăn đi toilet đó, cô đem đồ ăn hôm nay cô thật là mất lịch sự, mất vô văn quá. Rồi cô lấy giấy cho nè, rồi lẹ lên đi, lớn già đầu con biết đi. Lớn già đầu gì, ngay con mới có mấy tuổi rồi cô ấy không còn mặt đã nè, thấy không? Cái đã nè, nhìn cái đã nè, nó không tui mặt con nè, thấy không? Cái đã nè. Ê ghê quá rồi, bao giờ rồi. Rồi bây giờ ăn xong chưa, rồi ăn xong thì
Ôi vậy đây có cái bếp này, trời ơi, để con mò đồ ăn, con ăn rồi. Con ăn, ăn rồi. Ai không có cái gì ăn á. Ủa sao nhà cô gì đâu nghèo dữ cô. Thì nhà giàu thì tao không cho nhà ngươi vô, ảnh thì nhà nghèo thì mới cho vô á. Ôi cô nhà nghèo vậy hổ. Ủa ơi, có con gà đây nè, thôi con ăn gà. Trời ơi, để coi, ăn luôn cái bạn tao vậy. Ê, ăn cái bạn đây. Ăn cái bạn. Ngồi nè cái bạn nè, nhưng mà con sẽ lấy con gà với cái hamburger này con ăn. Hả? Ủa trời ơi, cái gà cô mới mua rồi, cô chưa ăn rồi. Nè, ê, cô không ăn à. Ừ, mình chất gà, chất gà, chất gà, chất gà, chất gà. Ok. Coi như cô chưa thấy gì nha. Cái gì vậy, làm gì vậy, đi chơi nhà. Ờ, mấy tính này chơi vui quá cô. Ôi, nhìn nó bật cái gì đang lên nè. Chị Ruby ơi, ai vậy? Chị... ta hỏi gì rồi cô? Đi đợi đi chứ. Rồi các bạn ơi, mình xin up lên chi tại đây là đứa. Alo các bạn nha, mình là con của cô Ruby á. Ok, ê, ê. Sao nhìn giống anh Si Gỗ vậy? Cô Ruby ơi. Hả? Ta hỏi à. Đi ra đi ra đi ra. Ở đây tạm biệt các bạn nha. Mình up live stream từ đây là mình gọi mình bấm nhầm live stream. Đây là em trai của mình mới từ quê lên anh em ạ. Rồi gọi đi ra ngoài đi chơi với cô nè. Ủa là cô tắt rồi, cô muốn chơi với em. Không có chơi game chỉ đây á, đi ra ngoài đây đi. Đi. Rồi đi ra ngoài rồi. Nhưng mà cô ơi, con chán rồi, có gì cho con chơi, em gom cho con chơi nào nè, ngăn dạy cho cô coi á. Đi ra đây, chúng ta sẽ tắm biển. Vậy tắm biển, con mới mấy tuổi, con biết tắm cô, con biết bơi. Đây rồi, qua đây, đứng trước cái này đi. À, đây là cát nè. Ê, cô làm gì vậy? Tắm biển đi, trời ơi. Không, tắm biển đâu, con chơi đâu là cát nè. Thôi, chầm đi kệ cô, chơi đâu là cát này. Trời mệt ghê, tự nhiên. Ủa, rồi Shigo đẻ con ra nào vậy? What? Con từ trên trời rơi xuống thì cái ba Shigo nhận nuôi con á, xong rồi cái nuôi hồi đầu con đâu giống ba đâu, nuôi giết xong ba nhuộm tóc hai màu xong cái tự nhiên cái từ cái mặt con giống ba. Nhưng mà cứ giống Shigo thế nào ấy, nói thiệt đi, anh đang giả là em bé phải không? Cô đây nói được cô mẹ nha, con không biết tên Shigo nha, con là Shigo. Rồi, Shigo mệt ghê luôn, gọi rồi chơi gì chơi đi, tới nằm tới ngủ tí à. Cho ngủ em đi. Bây giờ mình sẽ chơi một cái trò đốt nhà thì nó hơi khó chịu. Cô Ruby. Ruby. Ngủ thiệt hả anh em? Ok, bây giờ mình sẽ vô nhà. Mình sẽ đặt một cái gì đó để mình troll Ruby anh em ạ. Đây là đâu vậy anh? Ủa, buồn ngủ anh. Ủa, con nhóc đâu rồi? Ủa, cái thằng nhóc quỷ đâu rồi ta? Ủa, nhóc con ơi, hey, nhóc ơi, ủa con đây không? Con đây không có, tất nhiên là sao lại con đây được? Ê, nhóc ơi, nhóc ơi, con đây không? Tất nhiên là không có, sao có đây được? Ê, nhóc con ơi, con đi đâu rồi ta? Trời ơi, chết rồi, nhóc con ơi, con đây không? Con đi đâu rồi? Trời ơi, nhóc ơi, nhóc con ơi, ơi, ủa cái gì á? Cái gì phát ra từ trong nhà mình vậy? Ơi. Hồi nãy con tìm được cái súng này ở trong nhà cô Ruby chơi vui với gì đó. Ê, con quýnh con chơi vui mà nguy hiểm đó. Nghe cô bỏ xuống nguy hiểm gì con chơi vui nhà, hồi nãy con còn tìm được cái này nè cô. Để cô làm cho con coi nè, đưa cô đây cô dụ con đúng không? Đưa cô
Ủa sao cô quay vậy anh nha? Đưa cô này. Thôi không đưa cho cô đâu, cái này cô đang chơi vui mà. Cô đang chơi vui mà. Cô đang chơi vui. Đưa đây. Lỡ nó mét Siro sao ta? Đáng nghèo gần chết luôn rồi. Bây giờ nó mét Siro rồi lại tăng thêm nợ. Không được. Bây giờ sao vậy ta? Tự nhiên Ruby ơi, mày chơi cái trò gì mà chết rồi tự nhiên dọc đường đích đi, đi, đi. Giờ sao ta? Giờ sao ta? Ủa? Ủa có ai? Ai gọi mình vậy? Có lẽ nào? Từ lại nghe cái. Alo. Alo. Alo alo. Cô ơi hả? Em nghe là anh chi vậy trời? À, con anh vừa mới gọi điện mấy anh. Mày vừa bánh nói gì vậy? Không phải em, không phải em. Đứa nào quýnh đó chứ không phải em. Nó quýnh em thì có hả? Bây giờ anh hỏi em một câu nè. Bây giờ giữa người nhà của em với một thằng xa lạ ở quen ở bên ngoài nói em thì em tin ai hơn? Tất nhiên là tin thằng xa lạ. Lộn, tin là người trong nhà rồi. Đúng rồi, nên là anh sẽ tin con của anh hơn. Mày đánh con của anh cấp 3 tiền. Gì kỳ vậy? Anh gửi con cho mày trong, xong mà tự nhiên cái mày quánh con vậy? Thì tại vì nó quánh em trước thì mày quánh nó lại chứ anh, có qua có lại chứ. Trời ơi, còn chơi theo kiểu quánh chứ, không quánh chị nữa, giờ gấp 5 tiền nợ luôn, giờ muốn gấp 5, giờ muốn gấp đôi nữa không? Thôi, em xin lỗi. Thôi mẹ, thôi. Rồi bây giờ muốn rồi là trừ nợ không? Tất nhiên là muốn rồi. Rồi bây giờ là anh đang có công việc, anh phải đi lên thành phố. Khoảng 2 ngày sau anh mới về, bây giờ mày trong với em 2 ngày đi, anh trừ nợ, trừ bớt nợ cho mày. Vậy? 2 ngày hả? Ừ, giờ trong không? Nó quậy như quỷ vậy. Bây giờ muốn trong nó rồi nó quậy mày, hay là mày muốn gấp 3 số nợ, gấp 5 số nợ chứ? Quậy. Rồi anh kêu nó qua, nó đang giận mày lắm, tìm cách dỗ đi nó mà về nó mắng vốn tao nữa là tao gấp 5 tiền nợ này nha. Ờ, biết rồi. Bà cấp máy à? À, biết rồi. La la la, trời cái nồi bữa giờ nó không dọn luôn anh em. Ruby lười thiệt sự luôn á. Ôi mà trời ơi. La la la. Cô bay ơi. Cô bay. Cô nè. Không, con đem ba lô đồ con qua luôn rồi à cô Ruby. À, đây. Cái ba lô thì cầm lên để ngay ngắn đàng hoàng đi. Đâu đồ để đâu? Giờ để đâu? Để đây nè, để xuống đây, nhanh. Ở đâu? Ở đây hả? Ừ, để xuống. Ở đâu? Ủa, có chỗ nào để đâu? Nè, để dưới đất đi. Dưới đất hả? Để đây hả? À, đúng rồi. Rồi, đi vô đây. Vô đây. Lại gì vậy? Lại như vậy? Đi xuống dưới đây. Cô cho ăn tí đồ ăn sáng rồi dắt đi chơi. Mệt quá. Để tình tiền bạc với nhau. Cô có chăm rồi, tự lấy đồ ăn ăn đi. Ờ, cô mới đồ ăn cho con vậy mấy tao nè. Ôi, nè, cà rốt này ăn ngay. Không, mấy cà rốt toàn ăn ha. Muốn ăn gì? Gà lán bia à. Tự lựa chọn ngang đây. Gà lán bây giờ đâu? Ờ, cô không bày lên mạng cho con, cô để với cô không lựa được. Đây. Nè, qua đây ngồi ăn ngũ cốc. Anh không muốn cô đem qua đây cho con. Trời ơi, trời ơi nè. Đây,
mỏi khớp hồi sau lưng khớp gối nhức đầu quá. Alo, Gino, một ngọt, mô tô, nói. Alo, trời sao nghe giọng mệt mỏi vậy con? Mệt chứ, mệt, con của anh nó quậy như quỷ, mệt, không có được 2 ngày nay luôn hả? Rồi, anh về, dắt nó về nhà. Thì hả? Vậy chưa? Rồi, dắt nó về nhà. Ok anh em ạ, 2 ngày nay tôi quậy nó đủ rồi, bây giờ tôi sẽ thay nó đây mà. Tôi vừa kêu là tôi về rồi mà bây giờ nó sẽ dẫn đi ngủ. Đi Si gậu. Vậy con bay. Đây. Rồi cầm ba lô nè, cầm ba lô, xách ba lô mà đi khi vừa xe đến cái cuối cùng rồi, cầm ba lô lên đây nè. Đi về nhà ba bán về rồi lẹ. Ủa bán về hả? Ủa bán về nè, mà thôi con không biết, ba con gọi cho con, gọi cho cô. Chạy ta đi rồi, đi về nhà đi, lẹ lên. Thôi, cô Ruby, hãy con nói cho cô nghe này hay lắm nè. Cô nhìn nè, cô nhìn kỹ vô con nha, cô đừng có chớp mắt nha. Cô nhìn kỹ nè. Wow, ngạc nhiên chưa, hãy không Ruby? À, đi quá. Ôi, từ từ, cái gì mà tỉnh rồi? Ôi, từ từ, ai da, cái gì mà tỉnh rồi, Ruby? Xin lỗi. Ok các bạn ơi, video đây kết thúc rồi. Nói chung là tôi sẽ gọi là kết thúc video tại đây. Ai đang đuổi đi với tôi rồi? Chết rồi. Thôi bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp nha. Bye bye. Đâu, xin lỗi. Ta dừng trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương.